Tôi sẽ cấp điện cho chiếc máy nén khí 2HP này. Sau khi các bạn cấp điện cho chiếc máy nén khí 2HP này thì hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR sẽ tăng điện áp lên để cho đủ cung cấp nguồn điện cho chiếc máy nén khí này chạy hoạt động. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Như đã hứa với các bạn thì hôm nay tôi sẽ test cho các bạn chiếc máy phát điện Komatsu 3900CX. Chiếc máy có công suất 3000W. Thì hôm nay tôi sẽ cung cấp nguồn điện cho chiếc máy nén khí không dầu 24 lít của Oshima. Và đầu nén của nó có công suất là 2HP. Cùng với đó thì tôi sẽ test song song là chiếc máy khoan đa chức năng có công suất là 800W. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp nguyên liệu cho máy và châm nhớt vào trong bình chứa nhớt. Tiếp đó thì các bạn đấu dây nguồn điện vào trong vít cắm và cắm vào đầu ra của nguồn điện 220V. Sau đó thì ta sẽ bật công tắc và giật dây giật nổ để cho máy được khởi động. Sau khi ta khởi động máy thì đồng hồ hiển thị áp sẽ hiển thị lên điện áp cho chúng ta. Ở đây thì điện áp sẽ chỉ là 220V. Tiếp đó thì các bạn sẽ bật CB của nguồn điện 220V lên. Khi bật CB lên thì sẽ có điện cấp ra, đèn báo hiệu sẽ sáng. Bây giờ tôi sẽ cấp điện cho chiếc máy nén khí 2HP này. Sau khi các bạn cấp điện cho chiếc máy nén khí 2HP này thì hệ thống tự động điều chỉnh điện áp AVR sẽ tăng điện áp lên để cho đủ cung cấp nguồn điện cho chiếc máy nén khí này chạy hoạt động. Tiếp đến thì tôi sẽ test song song cho các bạn chiếc máy khoan đa chức năng này. Tiếp theo thì tôi sẽ thử chiếc máy cắt cầm tay 750W này, cắt thanh sắt này ra cho các bạn xem.
ta hãy cùng xả áp của máy nén khí ra để cho máy khởi động lại để chiếc máy phát điện được cung cấp lên. Với hệ thống tự động điều chỉnh áp AVR, khi chiếc máy nén khí hoạt động lại thì máy phát điện sẽ tự động tăng điện áp lên để cung cấp đủ nguồn điện cho chiếc máy nén khí này hoạt động. Còn khi chúng ta muốn tắt máy thì đầu tiên chúng ta sẽ tắt của nguồn điện 220V đi. Máy sẽ tự động giảm điện áp và chúng ta tắt công tắc nguồn của máy phát điện. Vâng, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn và test cho các bạn chiếc máy phát điện Komatsu 3900CX này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.